Một người con sinh ra tại mảnh đất Thường Tín, Hà Nội. Nơi nổi tiếng với làng nghề sơn mài Hạ Thái. Người con ấy luôn mong muốn vực dậy một làng nghề tưởng chừng như đã mai một. Và tham vọng kết nối nhiều làng nghề truyền thống để đem thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn ra thế giới. Thì chúng tôi là kết hợp của nhiều làng nghề để tạo thành ra một cái sản phẩm đầy đủ chất liệu. Làng nghề sơn mài Hạ Thái có vị trí nằm ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tiền thân của làng nghề truyền thống chính là phường Sơn Son Thép Vàng Cự Tràng, sau đó đã được đổi thành làng Đông Thái, rồi thành Hạ Thái, với công việc chính là sơn son thép vàng cho đồ vật dâng vua chúa, hoàng tộc. Nghề sơn mài Hạ Thái có từ khoảng thế kỷ thứ 18, ngày đó mới chỉ là nghề sơn đổ nét. Tuy đây không phải là ông tổ của nghề sơn Việt Nam, nhưng phường Sơn Son Thép Vàng Cự Tràng chính là nơi được trọng dụng vì nơi đây có nhiều nghệ nhân tài hoa. Vì đây là nghề gia công đồ cho tầng lớp quý tộc và vua chúa, thế nên người ta gọi đây là nghề dâng vua. Cụ Đinh Văn Thành, giảng viên trường mỹ thuật Đông Dương, là người làng Hạ Thái. Chính là người đã đưa nghề sơn mài về làng truyền dạy cho người dân Hạ Thái. Bởi vậy, nghề sơn mài tuy ra đời muộn hơn so với những làng nghề cổ truyền khác, nhưng chính nó đã nâng nghề sơn lên thành nghệ thuật bởi sự công phu, cầu kỳ trong quá trình chế tác ra những bức tranh nghệ thuật đặc sắc. Trên thực tế, với sự phát triển như vũ bão hiện nay, những nghề thủ công mỹ nghệ khó đứng vững trên thị trường, ít người mua, ít cả người bán. Nhận thấy làng nghề nơi mình sinh ra có nguy cơ mai một bởi không tìm được chỗ đứng trên thị trường, chàng thanh niên Đỗ Đình Lăng ngày đó đã trăn trở tìm một hướng đi mới cho làng nghề quê mình. Các cụ làm đa số theo cái truyền thống, rồi cái công lao động của bà con nhân dân thì nó cũng thấp, đâm ra họ cũng không muốn theo nghề. Đứng trước cái tình hình đó thì nghiên cứu tìm tòi ra một cái chất liệu sơn mài, tính cái kế hoạch làm sao cải thiện để đưa cái năng suất lao động nó cao lên và đưa cái thu nhập của bà con nhân dân nó cao lên. Vì bây giờ công nghiệp đã vào là nó là cả một vấn đề về đồng lương. Thế thì về phần năng suất lao động thì bây giờ cái khâu hàng thủ công mỹ nghệ sơn mài này thì cái khâu làm cốt mộc là một cái khâu nó rất nặng nề, năng suất thấp. Dùng các cái công cụ thủ công, mặc dù trong quá trình các năm qua các máy móc thiết bị của Trung Quốc, các máy nhỏ cắm tay đưa vào rồi các cái cưa cắt, nhưng mà như thế nó cũng chưa đủ. Và cái thứ ba là các đơn hàng của thế giới, trên thế giới bây giờ họ mua thì cái số lượng nó rất là lớn, vì chúng tôi đã tiếp cận được vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, đa số các tập đoàn bán lẻ của Mỹ, của châu Âu. Đâm ra là cái số lượng họ yêu cầu lớn và lại trong một cái thời gian ngắn, rồi cái yêu cầu giá thành rẻ, thì từ cái chỗ đó là và từ cái nung nấu là tôi cũng phải muốn đưa cái thiết bị vào để giải quyết cái câu đó. Nghề bây giờ cũng tương đối là khác, là thứ nhất là máy móc thiết bị là bây giờ họ áp dụng nhiều vào các máy móc vào sản xuất, nên là cái sản phẩm nó sẽ làm ra cái công đoạn rất là nhanh và cái chất lượng nó cũng đảm bảo. Khâu mài chà thì bây giờ họ thay thế hết bằng cái máy rung, nó sẽ đáp ứng được về cái độ phẳng và cái năng suất cao và nó sẽ không làm mỏi tay của công nhân. Điều khó khăn nhất của một người làm nghề là làm cách nào để có thể đem được những sản phẩm truyền thống đến được với thị trường thế giới. Thì làng nghề Hạ Thái đấy thì nó cũng như nói trước là nó đã có truyền thống lâu đời rồi. Và cái sơn mài truyền thống ngày xưa thì chủ yếu là làm bằng sơn ta. Đa số là làm cái sơn mài ra, đâm ra các cái chất liệu nó rất là đẹp. Thế nhưng mà sau khi là chúng tôi mà tiếp thị các cái khách ấy, thì khách rất là thích. Nhưng để làm được cái số lượng lớn mà phục vụ cho cái thị trường xuất khẩu thì đây cả một cái vấn đề rất khó khăn. Làm cái này nó phải tốn nhiều nhân công nhân lực. Thứ hai nữa là phải tốn nhiều giữa cái bước mài, Rồi thứ ba nữa là phải đào tạo nghề cho mọi người làm theo cái đó. Bởi vì cái sơn mài thời bao cấp á, mà xuất đi Liên Xô thì chủ yếu sơn mài nổi. Nỗ lực vượt qua gian khó, có những bước đi táo bạo mà đến nay, sau hơn 20 năm, những sản phẩm sơn mài truyền thống của chàng trai ngày đó đã đến được nhiều thị trường khó tính. Thành công trong những cái năm từ năm 2005 đến 2012 là chúng tôi là đã làm và xúc tiến bán các mặt hàng sơn mài truyền thống mài ra tại làng nghề Hạ Thái rất là nhiều. Và cũng phải tự hào, cũng là một đơn vị dẫn dắt rất nhiều doanh nghiệp khác ở trong cái làng nghề sơn mài của Hạ Thái hoặc của cái miền Bắc nói chung, là lúc ý là đều theo cái trào lưu là sơn mài truyền thống để phục vụ cho xuất khẩu. Dựa trên cái nghề sơn mài truyền thống thì các cái công ty có thể người ta cải tiến về mẫu mã, mang cái tính chất truyền thống nhưng mà nó lại hiện đại để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Thì trong địa phương thì cũng có một số các cái doanh nghiệp có cái hướng phát triển mạnh, như là công ty Hòn Ngọc Viễn Đông mà giám đốc là anh Lăng. Công ty đã cải tiến rất là nhiều các cái mẫu mã đa dạng, mang tính truyền thống sơn mài nhưng kết hợp với nhiều các cái nguyên liệu của các cái vùng miền địa phương, rồi sừng, rồi khảm trai, tạo ra rất là nhiều các cái sản phẩm mới hiện đại xuất khẩu cho khách nước ngoài, thì đã tạo được cái nhiều cái việc làm cho ngoài cái địa phương của Duyên Thái thì cũng các nơi theo tôi cũng được biết như là Phú Xuyên rồi Ứng Hòa và còn nhiều các cái địa điểm khác mà anh ấy phát triển nữa. Là người con của làng nghề, anh Lăng cũng được thừa hưởng những bí quyết của gia đình để lại, và sự phát triển của anh cũng ảnh hưởng bởi những thăng trầm của thời cuộc. Anh cũng đã phải tự mày mò để biết cách nắm bắt những nhu cầu khắt khe của thị trường. Tôi thì cũng đã được học hỏi của các cụ trước, còn nhỏ thì tôi cũng đã từng tham gia với các cụ làm lại trong làng. Đấy, cứ học coi như cha truyền con nối. Thì đâm ra cũng biết một số cái tính chất của cái nghề sơn mài truyền thống. Thì cái tính chất sơn mài truyền thống thì nó phải mang tính chất là làm bằng sơn ta, rồi để cho nó có tính bền vững qua các cái khâu, rồi vẽ, rồi mài ra để tạo ra cái sản phẩm. Cái sơn mài truyền thống nó có một cái đặc điểm là nó rất bền với thời gian và rất là tốt. Thì tôi là cái người sau này thì cũng đã có mạnh dạn cải tiến, phát triển ra một cái hướng là mang tính chất là vẫn giữ được cái hồn cốt của cái sơn mài truyền thống, nhưng đưa một số cái chất liệu sơn khác thay thế cái sơn ta để nó đạt được cái sắc độ, nó đạt được cái công nghệ làm, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường của khách nước ngoài. Xưởng sơn mài của anh Lăng giờ thu hút hàng chục nhân công lao động, nhiều người làm việc tập trung tại xưởng, nhiều người nhận gia công các công đoạn thô sơ tại nhà. Một trong những điều khiến sơn mài của anh Lăng đứng vững được trên thị trường đó là có một dòng sản phẩm mới mẻ, tận dụng được những người thợ thủ công tay nghề cao tại nhiều làng nghề khác nhau. Cô đi làm cái này một tháng có thể là được tới 4-5 triệu, nhưng bọn cô mà đi làm ruộng thì làm sao mà thu hoạch được. Chia ra thì mỗi tháng chả được là bao nhiêu. Bây giờ thì máy móc nó làm nhiều hơn là bọn cô làm tay. Chỉ như quét đất này thì bọn cô quét bằng tay, còn đôi lúc dung trà, phun thiết là toàn dùng máy. Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của một làng nghề nhỏ, anh Lăng cũng đã mạnh dạn tìm đến một làng nghề khác ở khu vực Trung Du Bắc Bộ. Đó là làng nghề tre nứa Đỗ Xuyên, Thành Bà, Phú Thọ, nhằm có được những sản phẩm đa dạng về chất liệu, bắt kịp được với thị hiếu của thị trường. Đặc biệt, hướng đi này cũng đã tìm ra được một phương thức sản xuất mới cho làng nghề truyền thống vốn đang loay hoay trong khó khăn tại tỉnh Trung Du này. Xã Đỗ Xuyên chúng tôi là một cái xã mà được công nhận là cái làng nghề truyền thống có từ lâu đời. Do cái sự phát triển của kinh tế thị trường đến những cái năm 2001-2002 thì cái nghề đan bồ cót là do cái đầu ra của sản phẩm nó gặp rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh Phú Thọ, huyện ủy, ủy ban nhân huyện Thanh Ba có cái cơ chế chính sách mời gọi các nhà đầu tư về để phát triển các cái làng nghề truyền thống. Và đến năm 2003 thì cái công ty trách nhiệm hữu hạn Hòn Ngọc Viễn Đông có về và mở một cái chi nhánh tại địa phương. Từ đó cũng đa dạng hóa các cái ngành nghề sản xuất trên địa bàn, dần dần từng bước là thay thế cái nghề đan bồ, đan cót, và cũng góp một phần tích cực trong cái việc là để Đỗ Xuyên đến năm 2016 hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tạo công an việc làm cho những người công dân là nông dân, là sau những cái mùa màng nông rỗi thì về địa bàn thì sẽ làm thêm cái thu nhập trong gia đình. Thế bên cạnh đó thì hợp tác xã hiện nay là sản xuất thủ công mỹ nghệ để đảm bảo cho cái nhu cầu phát triển của thị trường. Nhờ có sự chung tay của công ty Hòn Ngọc Viễn Đông, hợp tác xã làng nghề trên núi Đỗ Xuyên đã có những sản phẩm mang hơi thở hiện đại, đa dạng mẫu mã và được thị trường đón nhận. Hiện nay thì sản phẩm Đỗ Xuyên thì sau khi khôi phục lại để tuyển dụng mới, đào tạo nghề thì công ty đang hướng trong cái đang đào tạo dạy nghề, đang đưa toàn bộ cái sản phẩm gắn chai vào trên cái bề mặt sản phẩm của chiếc khay và sẽ đưa tập trung sản phẩm một loạt các cái sản phẩm về cái nứa dồn, về cái bát, về cái đĩa, về một số cái hàng thờ cúng, về mâm để làm cái sản phẩm, tập trung vào sản phẩm này. Trải qua thời gian dài được đào tạo bài bản, những người dân Đỗ Xuyên đã có khả năng tạo nên những sản phẩm mây che đan kết hợp với sơn mài một cách tinh tế. Việc tạo cốt cho các sản phẩm sơn mài từ tre nứa với những người dân Đỗ Xuyên không hề khó khăn bởi họ đã từng có trong tay nghề đan lát và sau các khóa đào tạo, họ lại có thêm những kỹ thuật của nghề sơn mài. Việc tạo lập cơ sở sản xuất tại xã Phú Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ đã có lúc thu hút hàng trăm người lao động tham gia. Nhờ đó, người dân địa phương đã có cuộc sống tốt hơn. Vì giờ đây, họ đã có trong tay một nghề mới bằng việc mang nghề sơn mài truyền thống Hạ Thái, Hà Nội đến với vùng đất Trung Du Đỗ Xuyên. Và anh Lăng cũng là người đã phần nào giúp cho làng quê Đỗ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới. Bởi không chỉ có phát triển kinh tế, mô hình của anh Lăng còn luôn quan tâm đến việc đảm bảo môi trường làng nghề. Môi trường là một vấn đề của các làng nghề. Các làng nghề thì bây giờ là làm việc thì họ làm theo một cái hình thức là làm theo truyền thống. Thì cái môi trường đấy là một cái vấn đề mà tôi cũng phải trăn trở. Cái thứ hai là cái xu hướng của những nhà nhập khẩu họ mua hàng của công ty chúng tôi ấy. Các tập đoàn bán lẻ của Mỹ hoặc là của châu Âu họ cũng đòi hỏi có những cái về môi trường. Thế nên ra các nhà máy của chúng tôi đều phải đạt BSCI hoặc là các tiêu chuẩn của ISO, thì nhà máy, bản thân nhà máy sản xuất ở trên Đỗ Xuyên chúng tôi cũng phối hợp với hợp tác xã đấy cũng phải làm một cái ISO thì nó vừa phù hợp được cái xu hướng thị trường, vừa phù hợp được cái xu hướng của cái nông thôn, đảm bảo cái môi trường cho bà con. Chính vì đó là chúng tôi là hiện nay là cái ao ngâm ở trên Đỗ Xuyên bọn tôi làm rất tốt và xử lý theo công nghệ của tiến sĩ Phạm Văn Đông của trường Đại học Xây dựng khoa Môi trường là phối hợp cùng với cả chúng tôi cái ngâm cái nứa đó và xử lý triệt để trước khi xả ra môi trường, là chúng tôi xử lý triệt để hầu như là đạt được chỉ tiêu và đã được cấp phép là độ sa thải của môi trường. Vì làng nghề sơn mài ấy, thì nó chủ yếu là đồ bụi, chủ yếu là cái đồ ngâm nguyên liệu và cái phần sơn thì chúng tôi chỉ có là và về cái phần sơn là chúng tôi có một số cái đó thì chúng tôi quan tâm và chăn trở nhất là ba cái vấn đề đó. Thì hiện nay chúng tôi đang xử lý tương đối là tốt các cái vấn đề đầu tiên. Về sơn thì chúng tôi có thể sơn xong, chúng tôi thu hồi được các cái sơn đó. Tức là ngày xưa thì thôi cứ quét, cứ phun thì nó ra tự do, nhưng bây giờ chúng tôi quét sơn ra, chúng tôi đã có cái buồng xử lý. Nó hút tất cả các cái sơn đó vào trong một cái buồng rồi được dùng xử lý, dập xuống, phun nước, phun sơn để dập, đảm bảo cái khí thải ra nó không bị bụi sơn bay ra ngoài môi trường. Thì đấy là cái đầu tiên chúng tôi cũng làm được mang tính cộng đồng bền vững và sản xuất, nhưng mà nó vẫn ổn định cho cả khu vực nông thôn. Cùng với truyền thống của một làng nghề hơn 200 năm tuổi, sơn mài Hạ Thái đã có chỗ đứng vững chắc trong những làng nghề Việt Nam với hàng hóa chủ yếu được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Những sản phẩm sơn mài ấy đã đem những câu chuyện của làng nghề Việt Nam ra khắp năm châu. Và câu chuyện của anh Đỗ Đình Lăng, người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn kết nối những làng nghề trong nước, mạnh dạn đẩy mạnh mô hình thủ công truyền thống gắn với các trang thiết bị máy móc phụ trợ đã góp phần đưa làng nghề Việt Nam bắt kịp với thế giới, tạo công ăn việc làm cho những người dân địa phương, đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế, góp phần cùng người dân những làng nghề xây dựng một diện mạo nông thôn mới an toàn và bền vững.